Sắc mặt Vạn Nhất Thiên lập tức trầm xuống, quát lên: "Làm sao, tông chủ các ngươi gặp nạn, bỏ ra chút lực lượng nhỏ bé cũng không chịu, chẳng lẽ còn trông cậy vào ngoại nhân xuất thủ sao? Dĩ nhiên, ta nhất định sẽ giúp các ngươi, các ngươi đi trước thử uy lực của Hồng Quang, chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh." Mấy người kia liếc nhìn nhau, nội tâm đem tổ tiên của Vạn Nhất Thiên thăm hỏi một lần, cuối cùng kiên trì từ khâu trung lao xuống phía dưới. "Ầm, ầm." Mấy người đều lấy ra huyền khí không dám dựa vào Hồng mang quá gần, tất cả đều ở rất xa oanh kích. Hồng Quang bị chấn lên từng đạo rung động, toàn bộ bàn tay to cũng bắt đầu có chút không ổn định, hoảng động lợi hại. Mà giờ khắc này Tuyệt Thiên Hàn phun ra một búng máu, há to mồm quát: Cứu! A! À, ầm ầm, bàn tay to rốt cục ép xuống, trong nháy mắt bắt Tuyệt Thiên Hàn nát bấy, băm thành vô số thịt nát cùng tiên huyết. A! À, tuy rằng tất cả mọi người sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn Tuyệt Thiên Hàn bỏ mình vẫn không nhịn được nội tâm có xúc động. Vài tên Long Nha trưởng lão càng tại chỗ dại ra, lập tức thấy bàn tay to kia đột nhiên chuyển hướng bọn họ chụp tới, càng sợ đến hồn phi phách tán, cũng không kịp nghĩ chuyện tuyệt thiên hàn bỏ mình, liền sông lên trời. Thình thịch, bàn tay to ở trên không trung đột nhiên nổ lên, thoáng cái hóa thành bảy tám bàn tay bay đi. Vài tên trưởng lão tránh né không kịp, toàn bộ bị nắm, bang bang phanh từng cái bóp vỡ, nổ ra vô số huyết nhục. Đám người Lý Vân Tiêu hoảng hốt, ở thời điểm bàn tay to phân liệt liền phóng lên không, lần thứ hai lên cao mấy ngàn trượng mới dừng lại. Bảy tám bàn tay bóp nát người Long Nha Sơn Trang, ở trên không trung bay vài vòng, liền thu về đại địa. Trên bầu trời vạn trượng, mọi người chỉ cảm thấy trận gió lang liệt, thân thể có chút rét run. Vạn nhất thiên kinh ngạc nói, cái này, toàn bộ đều chết, tiên hiệp hay, hắn còn có chút không phản ứng kịp. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói, cấm chế thật lợi hại, Sợ là đã thành linh, hắn lập tức nghĩ đến trận linh trong tam thập tam thiên phong ấn thực lực mạnh căn bản vô pháp chống lại. Lúc này trận linh trong đảo mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là tồn tại một chiêu liền bóp chết siêu phàm nhập thánh. Cái này nên làm thế nào cho phải? Còn phách đảo ra không? Và nhất thiên cũng không có chú ý. Sau khi nói xong còn cảnh giác nhìn thoáng qua phía dưới. Trước đó tuyệt thiên hàn nói đúng là muốn phách đảo đã bị trận linh kia hóa ra bàn tay bắt được. Lý Vân Tiêu nói tự nhiên là phải bổ ra, bằng không muốn phá cấm là nói vô căn cứ, chỉ bất quá phải nắm chặt cấp độ. Ta xem phạm vi công kích của trận linh cũng có giới hạn, ước chừng ở trong 2.000 trượng, chỉ cần chúng ta không bước vào khoảng cách này liền an toàn. 2.000 trượng sao, xa như vậy. Không chỉ là vạn nhất thiên, người còn lại cũng đều giật mình. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, còn có thể xa hơn, nhưng công kích hữu hiệu hẳn là tối đa 2.000 trượng. Lấy thực lực của chúng ta, cách hai nghìn trượng bổ ra đảo nhỏ cũng có thể làm a vạn nhất thiên cười hắc hắc nói phải phi dương lão để kiếm thuật thiên hạ vô song coi như là cách hai vạn trượng cũng không thành vấn đề lý vân tiêu vốn muốn cự tuyệt vừa rồi vạn nhất thiên biểu hiện làm hắn phản cảm tất cả mọi người không muốn mạo hiểm xuất thủ lờ là làm thì tốt rồi ai lại muốn bỏ ra nhiều lực nhưng vừa nghĩ lại bất quá là một kiếm không cần thiết cùng hắn quấn quýt dù sao hai người còn hòa hòa khí khí còn có là thời gian hữu hạn, kéo xuống nữa cái được không bù đắp đủ cái mất. Hảo, liền để ta tới đi. Lý Vân Tiêu nâng kiếm lên, nhìn chằm chằm đảo lớn, một đạo kiếm quyết chém xuống. Hắn căn cứ tính chất tầng nham thạch trên đảo, đánh giá được độ mạnh yếu, chỉ thấy kiếm quang bạch sắc hạ xuống, trực tiếp phách vào đại địa. Ùng ùng, trên mặt đất nhất thời bị chém ra lỗ hồng, hướng hai bên lan tràn, đảo nhỏ ở dưới mắt thường có thể thấy được bị vỡ ra đột nhiên trong khe hồng mang vọt lên phát sinh âm thanh mãnh liệt giải khai tất cả kiếm khí trực tiếp bắn hướng thiên không ùng ùng long thiên băng địa liệt rung động rằng co một trận mới dần dần ngừng lại hồng mang trùng thiên phạm vi tốc hành năm nghìn trượng như năng lượng đã cực yếu phạm vi công kích hữu hiệu quả nhiên ước chừng hai nghìn trượng rung động rằng co chỉ chốc lát liền yên lặng xuống trung ương đảo nhỏ xuất hiện cái khe tựa như một khối ngọc thạch bị đẩy ra lộ ra tâm bên trong có quang mang hoảng động, chiếu rọi bốn phía. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu ngắm một cái, trong hồng mang có trọng lâu hoảng động, mơ hồ có thể thấy được, nhưng không quá chân thực. Nội tâm hắn có chút lửa nóng, liếm môi khô khốc một cái. Nếu có đan dược bảo tồn mà nói, vô cùng có khả năng tồn tại thập giai thần đan, đối với tu vi bây giờ của hắn có chỗ tốt rất lớn. Mục Trang ngưng thành nói, hồng mang còn đó, như thế nào phá cấm chế này đi vào. Hồng ma này làm cho ta nghĩ đến một vật, chư vị có nghe qua Tân Quý Ly Diễm không? Khúc Hồng Nhan một mực yên lặng không lên tiếng, đem ý nghĩ của bản thân nói ra. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Một trong vài loại biến dị chân hỏa thích hợp luyện đan nhất, Tân Quý Ly Diễm?" Hắn tâm niệm vừa động, nhất thời hiểu nói: "Hồng ma này là Tân Quý Ly Diễm chân hỏa biến thành." Khúc Hồng Nhan nhìn Lý Vân Tiêu một cái, mỉm cười nói: "Ta là đoán như vậy, nhưng mà không dám khẳng định." Phi Dương cũng cho rằng như vậy mà nói, kia liền không sai. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, thảo nào lợi hại như vậy, đúng là biến dị chân hỏa hóa linh, tu luyện thành xí quang, ta thấy trong ánh sáng mơ hồ có trọng lâu hiện lên, nhưng không thể thành. Khúc Hồng Nhan nói, trọng lâu ở trong xí quang dựng dục chẳng biết bao nhiêu năm, nếu có đan dược, công hiệu thật có thể nghịch thiên. Lời này lập tức để cho nội tâm mọi người lửa nóng, đều dục dịch. Vạn Nhất Thiên nuốt nuốt nước miếng, khát vọng nói, Hồng Nhan cung chủ có phương pháp phá giải xí quang không? Khúc Hồng Nhan mỉm cười, lắc đầu nói. Chuyện luyện đan này sợ là phải hỏi Phi Dương. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Vân Tiêu, chỉ thấy hắn nâng cằm trầm tư không nói. Vạn Nhất Thiên vội la lên. Phi Dương lão đệ, nhanh nghĩ biện pháp A, bảo vật đang ở trước mắt, nếu để cho người thiên tiệm nhai tới, chỗ tốt không nói hoàn toàn không có, nhưng ít nhất cũng phải phân một nửa. Tiểu Hồng đột nhiên nói. Cái gì xí quang, Nói cho cùng cũng chỉ là ngũ hành chi hỏa, ca ca người mang băng sát tâm diễm, vạn hỏa không thương, không bằng phóng ra tâm diễm, lấy đẳng cấp uy áp của linh vật phá đan hỏa a. À. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng nói: "Ma nguyên trong cơ thể ta bị người mạnh mẽ đoạt 89 phần 10, lúc này tâm diễm nắm trong tay quá ít, mà đan hỏa kia cùng trọng lâu cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau vô số năm, từ lâu thông linh, điểm ấy tâm diễm căn bản không đủ." "Cái gì? Là ai?" Tiểu Hồng thất thanh kêu lên thanh âm bén nhọn đâm rách bầu trời khuôn mặt khiếp sợ và phẫn nộ là ai có thực lực như thế có thể cướp đi ma nguyên trong cơ thể ca, ca lý vân tiêu phất phất tay tuyệt không đề cập nhiều nói việc này nói rất dài dòng ngươi sớm muộn sẽ biết sắc mặt tiểu hồng sắc bén lên lạnh giọng nói trong thiên hạ trừ ta ra thì không người có tư cách đoạt ma nguyên của ca ca ta nhất định sẽ tìm ra người nọ để cho hắn cầu sinh không thể muốn chết không được Lý Vân Tiêu nghe mà không phải là tư vị, lười cùng nàng nói nhiều, nhìn phía dưới nói. Nói lên đẳng cấp uy áp, ta nghĩ đến một loại phương pháp phá giải, không biết có thể thông không, trước nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng ta một chút. Vạn Nhất Thiên không kịp chờ đợi nói. Nhanh, nhanh nghiệm chứng. Lý Vân Tiêu xoay người nói. Phi Nghe, ngươi dùng Thiên Phượng chi hỏa thử xem. Vâng. Phi Nghe lên tiếng, vừa rồi thời điểm Tiểu Hồng nói đẳng cấp uy áp, nàng liền muốn thử. Hồng Quang ở trước mặt mọi người hiện lên, phi nghe triển khai xong trường, thôi động chân hỏa trong cơ thể, nhất thời nửa bầu trời hóa thành hỏa hải, nghìn dặm bầu trời trở nên ánh hồng. Một đạo âm cổ ở trong hỏa ré dài, hỏa hải dần dần ngưng tụ ra chân dung thiên phượng, đuôi xí phiến động một cái, liền lao xuống đảo nhỏ. Theo thiên phượng chân hỏa phủ xuống, xí quang trong đảo tựa hồ có chút luống cuống, hoảng hốt lợi hại, toàn bộ đảo nhỏ cũng phát sinh nổ vang, tựa hồ bị xí quang đốt nát bấy. ầm cuối cùng từ trong khe vọt lên một đạo hồng mang, tân quý ly diễm lượn vòng, lại hóa thành một quyền ảnh, muốn xung phá thiên phượng hỏa hải áp chế. Ẩm ẩm, quyền quang đánh vào chân dung thiên phượng, hai hỏa diễm đồng thời nổ lên, hóa thành vòng xoáy kinh khủng, quang cùng hỏa đan vào một chỗ, không ngừng phóng lên cao, chấn hỏa hải khắp bầu trời nát bấy. Vô số ánh sáng cùng hỏa từ phía chân trời vỡ nát, như là sao băng rơi vào biển rộng, đem toàn bộ hải dương thiếu đốt. Thân ảnh Lý Vân Tiêu khẽ động, thuấn di đi xuống, hướng trong khe lao đi. Cẩn thận! Khúc Hồng Nhan bị động tác của hắn dọa sợ, vội nói lên, nhưng biết Lý Vân Tiêu tất có chừng mực, chỉ có thể ân cần kêu một tiếng. Vã Nhất Thiên nheo mắt, vội vàng kêu lên. Phi Dương lão đệ cũng không thể độc chiếm A. À. Đồng tử mấy người thiên minh cũng hơi co lại, đem thần thức tập trung Lý Vân Tiêu, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc làm cái gì. Mặt ngoài da thịt của Lý Vân Tiêu bao trùm một tầng thủy màng nhàn nhạt, nhạt, chính là thiên địa thủy nguyên, bảo vệ mình không bị diễm quang thiếu đốt, thoáng cái nhảy vào trong khe, hướng trọng lâu bay đi. Diệu pháp linh mục chớp động, chỉ thấy trọng lâu như linh lung bảo tháp, chỉ có ba tầng, tinh xảo không gì sánh được, phía trên viết một chữ đế, quanh thân hồng mang không ngừng chớp động. Quả nhiên. Trong lòng hắn vui vẻ, suy đoán của mình quả nhiên không sai. Có linh tính cũng không phải là tân quý ly diễm, mà là đế đàn lâu này. Trong lúc bất chợt, ánh sáng cùng hỏa khắp bầu trời thoáng cái nổ lên, tân quý ly diễm cùng thiên phượng chân hỏa trong sát na xa nhau hồng mang khắp bầu trời kịch liệt hạ xuống hướng trong khai thu nạp hỏa diễm đỏ ngầu ở trên trời cao ngưng tụ hóa ra phi nghê chân thân sắc mặt có chút tái nhợt qua một tiếng thổ huyết không ngờ bị thương chân nguyên phi nghê muội muội thế nào rồi khúc hồng nhan một mặt lo lắng trong khe lại lo lắng thương thế của phi nghê bay tới bên người nàng ân cần hỏi thăm phi nghê lắc đầu nói thương thế không sao nhưng mà diễm quang kia thật lợi hại trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ nói nếu không phải thiên phượng chân hỏa đẳng cấp cao hơn nó sợ là ta từ lâu cầm cự không nổi khúc hồng nhan lấy ra một cái hộp ngọc sau khi mở ra bên trong nằm một quả linh đan bích ngọc đưa cho phi nghề nói không có việc gì liền tốt ngươi ăn viên thuốc này vào có khả năng ở trong ba canh giờ thương thế khỏi hẳn linh đan vừa nhìn liền biết là vật phi phàm Hú chi trong ba canh giờ khỏi hẳn thương thế, cái công hiệu này không chỉ dọa phi ngê, người thiên minh cũng đều nhìn sang đỏ cả mắt. Đặc biệt là cảnh thất sắc mặt trắng bệch, không nhịn được nuốt xuống, trong mắt hiện lên cuồng nhiệt, nhưng chỉ là một thoáng rồi biến mất. Lúc này ai dám đi động nữ nhân của Lý Vân Tiêu, không nói đến Lý Vân Tiêu, coi như là khúc Hồng Nhan. Trong mấy người ở đây ai dám nói mình có thể thắng? Trong lòng phi ngê đặc biệt cảm động, vội vàng từ chối nói, vật ấy quá chân quý tỷ tỷ mau thu hồi, không thể lãng phí ở trên người ta. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng cười nói. Nhìn ngươi nói kia, thế nào lại là lãng phí? Hiện tại ngươi không chịu dùng, vậy liền giữ đi, sẽ có thời điểm dùng tới. Thần tiêu cung tích lũy thâm hậu, cho dù tỷ tỷ cầm linh đan làm cơm ăn, cả đời cũng không ăn hết. Phi nghe bị lời của nàng chọc cười, biết đây là một phen tâm ý của Khúc Hồng Nhan, liền không từ chối nữa, thu vào, hạ thấp người nói. Tạ ơn tỷ tỷ. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, theo nàng, Phi Nghê đã là nữ nhân của Lý Vân Tiêu, vậy mình liền có trách nhiệm chiếu cố. Phi Nghê điều tức, đem thương thế ổn định lại, lo lắng nhìn phía dưới nói. Diễm Quang vô cùng lợi hại, phu quân tiếp tục như vậy, có thể. Khúc Hồng Nhan đưa ngón tay đặt ở bên môi, khẽ lắc đầu một cái, cười nói. Phi Dương chưa bao giờ sẽ làm chuyện ngu xuẩn, nếu gặp nguy hiểm không thể khắc phục, nhất định sẽ đi lên. Nàng nói vẻ mặt dễ dàng, nên để cho Phi Nghê yên tâm không ít. Nhưng nàng quay mặt lại, ánh mắt ngắm nhìn, lại tràn đầy lo lắng. Mục Trang xoay người nói. Trinh trưởng lão, tình huống phía dưới ngươi có nhìn thấy không? Đôi mắt của Mục Trinh hóa thành bích lục, lóe ra tia sáng yêu dị so với thời điểm ở huyền vũ tinh cung còn cường đại hơn, hướng cái khe trong đảo nhìn lại. Sau một lúc, trong mắt lục sắc hiện ra màu đỏ. Mục Trinh nhắm hai mắt lại, điều tức thoáng cái mới mở ra, khổ sở nói diễm quang quá mạnh mẽ, đốt sạch linh mục lực. Nếu không phải ta, người khác mạnh mẽ nhìn trộm như vậy mà nói, hai mắt liền hủy. Mục Trang cả kinh nói. Lợi hại như vậy sao, vậy cũng chỉ có thể đợi, mong Lý Vân Tiêu không có việc gì mới tốt. Vạn Nhất Thiên có chút đứng ngồi không yên, thở dài than ngắn nói. Mong Phi Dương Lão để không đem đế đan lâu độc chiếm mới tốt. Nghe được lời ấy, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê đều là đôi mắt thâm thúy, hiện lên tức giận cùng sảng giọng nếu không phải nơi đây không thích hợp động thủ, sợ là đã trực tiếp trở mặt đánh vạn nhất thiên. Trong khe, đế đan lâu có linh, cảm nhận được có người tới gần, lóe lên liền hướng chỗ sâu trong khe bỏ chạy. Đồng thời, vô số hỏa diễm như bọc bố quay về trong khe, co rút lại thành một đoàn, hướng Lý Vân Tiêu phun đi. Thiên địa thủy nguyên bao trùm ở mặt ngoài ra thịt thoáng cái mỏng rất nhiều, hầu như muốn khô. Lý Vân Tiêu đuổi theo đế đan lâu, đi nhanh hướng vực sâu đạp đi, đồng thời bấm niệm thần chú, quát ra đây. Thân thể bộc phát ra trận gió mạnh mẽ, hình thành phong chi bình chướng, ngạc ngư hóa thành hình thái tí hon, ghé vào trên vai phải của Lý Vân Tiêu, hai mắt xích hồng. Không khí cực nóng ngăn cách ra, nhưng hồng mang này dù sao cũng là dị chủng hỏa linh. Mặc dù là thái cổ trận phong cũng khó ngăn trở, có không ít xuyên thấu đến, hoảng hốt lại hóa thành vô số hư nhận màu đỏ chém tới. Hừ, vô dụng. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, hai tay nắm lại, đánh ra một mảnh quyền ảnh kim sắc, đánh vào những hư nhận kia rầm rầm ẩm từng cái đánh bể ngạc ngư ở trên vai phải vọt ra hóa thành một thanh phong nhận trực tiếp xuyên thấu lá chắn chém tới phía trước suy tân quý ly diễm quang bị tách ra trong khe bị chém ra một cái thông đạo chân không lý vân tiêu trong khoảnh khắc hóa thân lôi đỉnh lóe lên liền theo lối đi kia mà lên đuổi theo đế đan lâu uy áp cường đại cuồn cuộn mà đến chỉ thấy trên tám mặt đế đan lâu có lỗ nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm chính là đế đan chân hỏa tân quý ly diễm vù vù trên đế đan lâu lóe lên hồng quang tám mặt lỗ nhỏ phun ra chân hỏa ở trên không ngưng tụ thành một con mãnh thú to lớn như trâu lưng như thiềm thử nhô ra mở miệng liền phun một đạo hỏa tuyến lý vân tiêu vỗ ngạc ngư nó hóa thành cự linh cao to uy mãnh hét lớn một tiếng phun ra trận phong gào thét mà lên ẩm ừ. phong cùng hỏa trùng kích chung một chỗ hai loại nguyên tố ăn mòn lẫn nhau hỏa diễm ở dưới trận phong oanh kích như pháo bông loạn khai toàn bộ vực sâu lập tức loạn thành một đoàn. Hỏa diễm quái thú kia gào thét lóe lên, liền từ trên đế đan lâu vọt xuống, hình thể đón gió mở lớn, đánh về phía cự linh. Thình thịch, cự linh bị quái thú tách ra, nhưng vẫn không tiêu thất, mà là ngưng tụ thành vô số phong nhận hình nguyệt nha, như là phong võng chụp xuống, rơi ở trên người quái thú, phát sinh thanh âm suy suy, chém ra vô số hỏa diễm. Giống, quái thú kia liên tục giống giận, thân thể bị tước xuống nhiều lắm, hình thể nhỏ phân nửa, hai trưởng trước không ngừng vỗ bốn phía muốn đánh tan phòng nhận Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt trận phong xuất thủ liền loé lên rơi vào trước đế đan lâu nhìn lâu vũ tinh xảo lòng tràn đầy vui mừng ùng ùng đột nhiên đế đan lâu xoay tròn lần thứ hai phun ra vô số diễm quang như nghìn vạn trường mâu đâm tới hừ bất quá là một lò luyện đan mà thôi lại nghịch ngợm như vậy Lý Vân Tiêu vẫn không tách ra những diễm quang đó mà là nâng tay lên lòng bàn tay bay ra một mảnh bạch mang sau đó sơn hà đỉnh phá không mà ra, đón gió biến lớn. Thân đỉnh khắc giang hà núi đồi, nhật nguyệt tinh thần, trùng ngư chim muông thoáng cái đều sống lại, tản mát ra thế giới chi lực. Tân quý ly diễm quang đột nhiên hoảng hốt thoáng cái, hình như không gian áp xúc, làm cho tất cả quang mang đều vặn vẹo, hướng sơn hà đỉnh bay đi, bắn vào thân đỉnh, lóe lên liền không có. Lý Vân Tiêu đại hỉ, tuy tân quý ly diễm là hỏa hệ nguyên tố biến dị, nhưng ở dưới đế đan lâu vô số năm dựng dục hóa thành đan hỏa, lúc này bị Sơn Hà đỉnh thu vào. Hơn nữa Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm thụ được Sơn Hà đỉnh phát sinh thanh âm vui cùng khát vọng, tựa hồ hút còn chưa đủ, đói khát không gì sánh được. Có thể ăn bao nhiêu liền xem ngươi, đi đi. Lý Vân Tiêu nâng đỉnh lên, để cho nó tự hành bay ra ngoài, xoay tròn hướng Đế Đan lâu đánh tới. Bản thân Đế Đan lâu cũng chỉ là một đỉnh lô luyện đan, nhiều năm qua thông linh, lập tức cảm thụ được Sơn Hà đỉnh có đẳng cấp uy áp, sợ đến vội vàng đào tẩu, hướng vực sâu bỏ chạy hỏa thú kia tựa hồ cảm nhận được đế đan lâu kinh khủng cũng không kịp cùng trận phong chém giết hóa thành một hỏa tuyến thật dài tiến lên tới thật đúng lúc lý vân tiêu thuấn di tới trên sơn hà đỉnh vô số quyết ấn đánh vào thân đỉnh một mảnh thế giới chi lực xoay tròn phát sinh quang mang vạn trượng chiếu vào hỏa tuyến đem nó vây khốn hóa ra chân thân liền vô pháp nhúc nhích tấm tắc vạn năm đan hỏa cho dù đế đan lâu chạy lần này cũng đáng hắn vạch trần nắp đỉnh thế giới chi lực bỗng nhiên xoay tròn, quái vật bị ép thành hỏa tuyến, hút vào trong đỉnh. Ha ha, phanh, Lý Vân Tiêu đậy nắp lại, đánh vào trong đỉnh mấy đạo quyết ấn, nhất thời tất cả quang mang thu nhập trong thân đỉnh, bắt đầu luyện hóa tân quý ly diễm. Ngạc ngư cũng quay về trạng thái tí hon, ghé vào trên bả vai hắn, dùng con ngươi đỏ thắm nhìn đỉnh. Đợi đến hỏa diễm trong đỉnh an định, Lý Vân Tiêu thu hồi sơn hà đỉnh vào trong cơ thể, cũng đã không thấy đế đan lâu đâu phía dưới vực sâu này là nước biển vô tận, đế đan lâu chìm vào trong đó, sớm đã biến mất vô tung. Tân quý ly diễm này cùng đế đan lâu ở chung vạn năm, từ lâu khí tức tương thông, ta luyện hóa diễm hỏa này, nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đế đan lâu. Lý vân tiêu trầm ngâm lẩm bẩm, chỉ không biết thời gian có kịp hay không. Lang hoàn thiên mở ra thời gian là một tháng, nhưng lần này không gian quảng đại, mặc dù là mấy tháng cũng rất khó tìm đến cuối cùng. Toàn bộ sen cơ duyên hắn ngược lại nhìn rất nhạt, chỉ ít thu được tân quý ly diễm, chuyến đi này liền không tệ. Tuy tân quý ly diễm là chân hỏa thích hợp luyện đan, bản thân cực kỳ khó được, nhưng Lý Vân Tiêu cũng sẽ không coi trọng như vậy. Chỉ vì lần này thu tân quý ly diễm không chỉ có sinh ra linh tính, hơn nữa còn là đế đan lâu dùng khí uẩn cùng đan khí dựng dục mấy vạn năm, cùng đỉnh lô dung hợp, có khả năng làm cho thiên y vô phùng. Nhưng vào lúc này, vực sâu phía dưới truyền đến tiếng gầm gừ của nước biển, mặt nước bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh dâng lên. Không chỉ có như vậy, cả hòn đảo cũng đột nhiên yếu ớt, tầng nham thạch dày đặc bắt đầu gãy vỡ, số lớn hòn đá hạ xuống, bị nước biển trùng kích, cái khe kịch liệt tăng lớn, tựa hồ muốn tan vỡ. Đám người khúc hồng nhan ở trên bầu trời chờ nôn nóng bất an, vài lần đều muốn xuống phía dưới tra xét. Trong lúc bất chợt hồng mang trong khe tựa hồ tiêu thất, mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Hơn 10 đạo thần thức dò xét xuống phía dưới, lập tức liền phát hiện bên trong rỗng tuếch, Đế đan lâu cùng chân hỏa gì đều mất giáo, có chỉ là nước biển không ngừng bay lên. Đang lúc mọi người ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu hóa thành độn quang vọt lên, xuất hiện ở bên cạnh Phi Ngê, ân cần nhìn nàng nói: "Ngươi bị thương." Trong lòng Phi Ngê ấm áp, khóe mắt mơ hồ có lệ quang, vội vàng lắc đầu nói: "Từ lâu đã không sao, Hồng Nhan tỷ tỷ còn cho ta một viên linh đan." Nàng lấy ra đan dược cua cua, không che giấu dáng vẻ hạnh phúc chút nào. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hướng khúc hồng nhan gật đầu nói có lòng rồi khúc hồng nhan cười cười còn hàm chứa một luồng oán sắc buồn bã nói ân người xung quanh nào có tâm tư xem bọn hắn ân ái đều là lòng nóng như lửa đốt vạn nhất thiên vội hỏi phi dương lão đệ đế đan lâu đầu lý vân tiêu thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu nói ai z chạy cái cái gì chạy vạn nhất thiên hú lên quái dị trong mắt chừng như chuông đồng, lộ ra thần sắc không tin. Làm sao có thể? Một tòa huyền khí mà thôi, làm sao có thể từ trong tay phi dương lão đệ chạy mất? Lão đệ A, à, ngươi nghìn vạn lần đừng lừa gạt lão ca à. Đám người mục trang cũng lộ ra thần tình hoài nghi. Lý Vân Tiêu cũng không giải thích, lạnh lùng nói. Làm sao, lão ca không tin ta? Trong lòng vạn nhất thiên rừng thoáng cái, vội nói. Không phải là lão ca không tin, mà là việc này quan hệ trọng đại, phải biết rõ ràng. Lý Vân Tiêu vung tay áo, lạnh nhạt nói. Làm sao phải rõ ràng? Đế đan lâu trực tiếp chìm vào biển rộng, tiêu thất vô tung, về phần chuyện rõ ràng hơn, ta không biết. Vạn Nhất Thiên không nói, nhưng mà thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, ánh mắt lóe ra bất định. Đối với Lý Vân Tiêu nói hắn hiển nhiên bán tín bán nghi, nhưng không tin có thể làm sao. Ai nghĩ không ra là giỏ trúc múc nước. Tuyệt thiên hàn chết oan à. Mục Trang thở dài một cái, cũng lắc đầu, tựa hồ nghĩ thập phần không đáng. Nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc, dù sao đây chỉ là vật ngoài thân, có thể được cố nhiên tốt, không có cũng không sao. Ánh mắt Lý Vân Tiêu chớp động vài cái, ung dung nói. Người tự có mệnh, tuyệt thiên hàn đại nhân chết ta cũng rất khó chịu. Mục Trang hữu ý vô ý miết qua vạn nhất thiên, mang trên mặt màu sắc trang nhã, có hàm ý nói. Việc này tất sẽ ở trong lánh đời tông môn gây ra sóng to gió lớn, nhất thiên đại nhân cũng đừng tự trách đều do tân quý ly diễm quang quá lợi hại để cho đại nhân nghĩ cách cứu viện không kịp ngay cả thời gian xuất thủ cũng không có ngạch cái gì và nhất thiên một mực nghĩ tới chuyện đế đan lâu vẫn chưa tỉ mỉ nghe bọn hắn nói cho đến đề cập bản thân mới phản ứng được sắc mặt thoáng cái đại biến mục trang nói rất rõ ràng bản thân vừa nãy không cứu một khi chuyển đi toàn bộ lánh đời thế gia đối với hắn tất nhiên ý kiến cực lớn như vậy duy trì loại quan hệ lợi dụng lẫn nhau như hiện tại sẽ rất khó mà vạn bảo lâu cùng thiên nguyên thương hội tranh đoạt vẫn ở vào trạng thái rằng co gai cấn một khi mất đi lánh đời thế gia hỗ trợ tất nhiên sẽ tan vỡ hắn sợ đến đổ mồ hôi lạnh run run nói mục trang đại nhân việc này thật không oán ta được a à, chỉ trách mọi người buông lỏng cảnh giác bị giết trở tay không kịp ha ha ta cũng nghĩ như vậy trên trán nhất thiên đại nhân làm sao chảy mồ hôi hột mục trang nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn hắn một cái trong ánh mắt lộ vẻ vẻ khinh miệt vạn nhất thiên cẩn thận lau hôi lạnh cười theo nói có chút nóng khí trời có chút nóng hắn ngôn ngữ nịnh nọt nói chẳng biết mục trang đại nhân đối với tuyệt thiên hàn đại nhân vẫn là có ý nghĩ gì mục trang liếc nhìn tiểu hồng cùng cảnh thất một cái thấy hai người bọn họ không rên một tiếng tựa hồ không thèm để ý tuyệt thiên hàn sinh tử nên lười biếng nói tuyệt thiên hàn vẫn lạc Long Nha Sơn Trang tất loạn thành một đoàn. Đều là lánh đời tông môn, ở chung nhiều năm như vậy, thực sự không đành lòng gặp Long Nha Sơn Trang loạn. Không bằng. Không bằng để Mục Gia Ta tạm thời thay tuyệt thiên hàn xử lý Sơn Trang, đợi trong trang có người tài xuất hiện, Mục Gia Ta lại quay về thông thiên đảo. Mục Trang đại nhân quả nhiên đại nghĩa. Vạn Nhất Thiên lập tức dựng thẳng lên hai ngón tay cái, tán dương. Nếu tuyệt thiên hàn biết Mục Trang đại nhân nghĩa bạc vân thiên như vậy, chết cũng có thể nhắm mắt việc này ta nhất định sẽ ủng hộ đại nhân. Người mục gia đều lộ ra mỉm cười hội ý, mục trang cũng ha hả nở nụ cười, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt nói. Ta sẽ lưu ý trước sau như một hỗ trợ nhất thiên đại nhân phát triển sự nghiệp vạn bảo lâu, mong hai phái chúng ta hữu nghị trường tồn. Hữu nghị trường tồn, đó là tự nhiên. Vạn nhất thiên vỗ vỗ bộ ngực, cười ha ha lên. Nhưng mà dưới ánh mắt nhiệt tình, lại là một mảnh băng lãnh cùng oán giận, mục gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồng thời uy hiếp hắn, chuyện gì cũng không làm, cư nhiên lượng một cái đại tiện nghi như vậy. Mặc dù mục gia trước sau như một hỗ trợ hắn, sợ là trả giá sẽ càng nhiều. Ba ba ba. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen nói, thực sự là cảm động lòng người, có thể chứng kiến mục gia cùng vạn bảo lâu hữu nghị, thực sự là tăng kiến thức, không ủng công chuyến này. Trong mắt hắn không che giấu châm chọc chút nào. Ha ha ha. Phi nghe không nhịn được bật cười lại cảm thấy thập phần không thích hợp, vội vàng dùng tay che miệng, xoay người sang chỗ khác. Khúc Hồng Nhan so với nàng lão thành hơn nhiều, coi là chuyện thường ngày, nhưng mà vẫn mỉm cười. Tông môn đại phái nói hữu nghị, cho tới bây giờ chỉ là một loại lợi ích cân đối, chính là trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Mặc cho ai đều nghe ra trong lời lý Vân Tiêu nói có ý mỉa mai, da mặt vạn nhất thiên dày, giả vờ như không biết. Sắc mặt mục trang hơi đỏ lên, cũng không có làm gì cười nói: "Vân Tiêu công tử quá khen." Lý Vân Tiêu hai tay thả lỏng sau lưng, nói: "Hai vị hữu nghị trường tồn, cũng đừng quên giờ phút này vẫn còn ở trong Lang Hoàn Thiên Nội, đi Vĩnh Sinh Chi giới mới là chính sự. Nhất Thiên huynh, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" Vạn Nhất Thiên trầm ngâm nói: "Chỉ có mở toàn bộ phong ấn chung quanh ra, Vĩnh Sinh Chi giới mới mở. Ngọc thư các đã sớm tự mở phong ấn rồi, chúng ta vừa mới gặp Đế Đan lâu, còn có Thiên Bảo Hiên và Trọng Khí Tháp." Theo ta biết, phong ấn hia nơi này bị thiên tiệm nhai nắm giữ, hiện tại hơn phân nửa đã xuất hiện một nơi rồi. Lý Vân Tiêu nói, Nhất Thiên Huynh có nắm được tọa độ hai nơi đó không? Ánh mắt vạn Nhất Thiên chuyển động, trầm ngâm không đáp, dường như đang suy tư điều gì. Thật vất vả tìm được đế đan lâu, lại làm cho nó chạy, vạn Nhất Thiên hiện tại bán tín bán nghi. Dùng năng lực của Lý Vân Tiêu không tới mức để một tòa lâu chạy thoát, nhưng muốn gạt tất cả mọi người độc chiếm là không có khả năng. Cho nên trong nội tâm của hắn đang xoắn suýt nó nên mang Lý Vân Tiêu đi hai nơi này hay không? Nếu như mang theo, lại bị hắn độc chiếm thì làm sao bây giờ? Không mang theo lại gặp phải thứ như hỏa diễm đó thì hắn làm sao bây giờ? Hoặc là gặp gỡ người thiên tiệm nhai, mình cũng khó phân được chén canh. Ai? Xoắn suýt A. Vạn Nhất Thiên lúc này cảm khái, chú ý bất định. Ách, Nhất Thiên huynh nói cái gì? Ánh mắt Lý Vân Tiêu đầy cổ quái nhìn qua hắn. Vạn Nhất Thiên cảm thấy khó xử, vội vàng che giấu nói. Không, không có gì, lão ca nói là xoắn suýt nên đi đâu đây, hai nơi phong ấn này ta có chút manh mối. Nghĩ thông suốt, vẫn phải mang Lý Vân Tiêu đi, ít nhất an toàn có thể cam đoan. Dùng giao tình của hắn và Lý Vân Tiêu hơn xa tuyệt thiên hàn, theo hắn hiểu cách làm người của Lý Vân Tiêu, nếu mình gặp chuyện không may, tuyệt đối sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Lý Vân Tiêu nói, tất cả đều xem cơ duyên, đi nơi phong ấn gần nhất gần nhất, ta tính tính toán toán. Vạn Nhất Thiên bấm ngón tay, ánh mắt không ngừng nhìn nơi xa. Diệp Phàm vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng nói, "Ở bên kia." Hắn duỗi ngón tay ra chỉ vào một hướng. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên biến hóa, ngón tay bấm nhanh hơn, cả kinh nói, "Trọng khí tháp." Hắn giật mình nhìn qua Diệp Phàm, bắt đầu đánh giá cẩn thận. Đây là một Mao hài tiểu tử, tuy tuổi này có tu vị như thế đúng là kinh tài tuyệt diễm nhưng bọn họ có thể bước vào siêu phàm nhập thánh có ai không phải thiên tài ngàn vạn có một cũng không có để ý nhiều vạn nhất thiên trầm mặt nhìn chằm chằm vào diệp phàm hỏi vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh thế nào vì sao biết phương vị của trọng khí tháp diệp phàm bị hắn nhìn thì xấu hổ ngại ngùng cười nói chỉ là trong lòng có cảm ứng cảm thấy có lẽ đi nơi đó trong lòng cảm ứng vạn nhất thiên ăn cả kinh trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời truy hỏi các hạ tính danh là gì? Diệp Phàm đang muốn đáp, lại bị Lý Vân Tiêu cười lớn che ngang, nói Ha ha, lão ca thật sự là nhạy cảm, hắn chỉ là một tên tiểu đệ ta mới thu mà thôi, nói ra lão ca cũng nhất định chưa từng nghe qua. Vạn nhất thiên bán tín bán nghi, nhưng nhìn Diệp Phàm thế nào cũng nhìn không ra đầu mối, cũng bỏ đi, nói Phương hướng này đúng là đi tới trọng khí tháp, cách chúng ta gần đây, chỉ mong thiên tiệm nhai còn chưa đắc thủ. Vậy đi thôi. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lập tức dùng lôi điện màu xanh khóa mọi người lại, bay thẳng hướng Diệp Phàm đã chỉ. Nếu như Diệp Phàm có thể cảm giác phương vị, có vạn nhất thiên hay không đều không trọng yếu, hơn nữa hắn bây giờ hiếu kỳ với Vĩnh Sinh Chi giới càng lúc càng mờ nhạt, ngược lại không bằng Đế Đan Lâu và Trọng Khí Tháp, nếu như có được đại lượng đan dược và huyền khí, liền có thể tăng thực lực chỉnh thể thành Viêm Vũ bay vọt về chất. Cho dù Vĩnh Sinh Chi giới thực sự có cơ duyên thành thần cũng không sánh bằng thành Viêm Vũ huống hồ hắn hiện tại đã là cường giả thần cảnh chính thức càng không sao cả thời điểm bọn họ bay tới trọng khi tháp không biết bay đi trong hoang mạc bao nhiêu vạn dặm lúc này vô số ngọn tháp vàng lớn nhỏ không đều có hơn vạn cái đang trải rộng hơn vạn dặm nhìn qua kiến trúc rộng lớn bao la bát ngát hùng vĩ tráng lệ người ta có cảm giác quỷ phủ thần công ẩm ẩm trong đó tòa tháp lớn nhất đã sụp đổ tầng đá rắn chắc mục nát như cây khô trong khoảnh khắc hóa thành bụi bậm Trung quanh có một tầng bụi mù che khuất ánh mặt trời. Oanh, oanh, tòa kiến trúc lớn nhất sụp đổ, cả hoang mạc sinh ra phản ứng dây chuyền, các tòa tháp khác cũng sụp đổ. Lúc này vô số âm thanh nứt vỡ ầm ầm không ngừng vang lên, một tầng bụi mù dày đặc không ngừng sinh ra, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng tòa tháp sụp đổ như quân bài, biến mất trong hoang mạc. Hơn 10 đạo hào quang bay lên trong bụi bậm, bay thẳng lên cao vạn trượng, lúc này bọn họ mới vượt qua bụi mù bay thẳng lên trời cao thiên bảo hiên đã mở ra số lượng dự trữ bên trong quả nhiên kinh người mặc dù chuyến đi này không thể tiến vào vĩnh sinh chi giới mọi người cũng không có ủng phí công sức một lão giả tiên phong đạo cốt đang mặc cẩm bào trên cẩm bào có thêu hoa mai màu trắng như ngạo xương tuyết hoàn toàn nổi bật mái tóc bạc của lão giả này lão giả vuốt vuốt tròm râu thân sắc thỏa mãn trên mặt lại mang theo chút tiếc nuối thở dài chỉ tiếc cấm chế quá lợi hại không thể ngờ tế thiên đài vỡ ra hoàn toàn chỉ lấy được một nửa thiên tài địa bảo, nếu như lấy nhiều hơn một chút mới tốt. Ha ha, Mộ Dung Bình Bình đại nhân, không thể quá tham nha. Bên cạnh lão giả có một người đang đứng, mặt mày hồng hào, chính là Nam Khâu Vũ, trong ánh mắt lộ vẻ vui vẻ, nói: "Cũng mất đi nhiều người của chúng ta như vậy, có thể đồng thời ổn định tất cả tế thiên này, lúc này mới bình tĩnh lấy đi đại lượng bảo vật, nếu không có thể cầm được một hai kiện đã là cơ duyên lớn rồi." Mộ Dung Bình Bình khẽ thở dài một hơi, cũng cảm thấy thoải mái, cười khổ nói. Dù sao nhìn nhiều đồ tốt như vậy biến mất trước mặt của mình, dù thế nào cũng cảm thấy thất lạc. Chật chật, thật sự là chờ mong đấy, không biết lúc này đi đế đan lâu hay là trọng khí tháp đây. Nam Khâu Vũ nói. Theo nguyên tắc thì đi nơi gần nhất, dù sao đều chạy không thoát. Hắn nhìn qua lão giả ở cách đó không xa, cười nói. Địa tôn giả đại nhân, lấy cổ tư linh ra dùng một chút. Cách đó hơn 10 trượng chính là công dương chính kỳ, còn có thương ngô khung và hơn 10 cường giả thánh vực. Có tài ti tử minh tịch, ảnh ti thân đồ giật tiêu các cao thủ. Trong đó có một lão giả cầm thiết trượng, sắc mặt tàn mạn, cho dù thân phận thực lực đều không giống bình thường. Sau lưng lão giả là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo cũng không phải anh Tuấn, đứng ở trong đám người hoàn toàn không hấp dẫn người khác chú ý. Lão giả và thanh niên này mặc dù đứng trong đám cường giả thánh vực cũng có chút cô lập, dường như không hợp nhau. Công dương chính kỳ lật tay lấy ra một vật, nó có màu vàng nâu, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, không biết vật gì chế tạo, hình dáng như cái thìa, phong cách cổ xưa không có gì lạ. Nếu đặt trong đám tài bảo, nó tuyệt đối không làm ai chú ý tới, thậm chí sẽ không làm người ta nhìn nhiều. Chật chật, nếu sớm biết cổ tư linh nằm trong tay thánh vực thì cần gì khổ sở chờ nhiều năm như vậy. Nam Khâu Vũ hơi cảm khái, hắn tiếp nhận cái thìa màu vàng trong tay công dương chính kỳ, thần thái vô cùng thận trọng. Sau đó hắn lấy quyển trục màu xanh ra, lại chảy nó ra không trung phía trên vẽ địa thế núi đồi liên miên không dứt quyển trục vốn không có linh khí lại bắn ra hào quang sống động linh quang chớp động dường như cái thìa chấn động nó bay vào trong quyển trục và bắt đầu xoay tròn cuối cùng nhất cái thìa dừng lại cái thìa cắm vào trong quyển trục ánh mắt mọi người bị hấp dẫn nhìn chằm chằm vào vị trí cái thìa cắm xuống vài lần đều nhớ kỹ vị trí ha ha nơi này có lẽ là trọng khí tháp tâm tình nam khâu vũ vô cùng tốt cười ha hả, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn thu nạp quyển trục, cái thìa trả lại cho công dương chính kỷ. Mộ dung bình bình nói, đại nhân vì sao biết đó là trọng khí tháp mà không phải là đế đan lâu. Nam khâu vũ nhẹ giọng cười cười, giải thích nói, vừa rồi tọa độ địa thế bằng phẳng, dường như là khối đất bằng, mà theo ta được biết, đế đan lâu thay ngén đan hỏa bất diệt, đặt mình trong biển sâu. Tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn